Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thì một sự bền bỉ đáng kinh ngạc đến từ vị trí của Dell với tên gọi là Dell Latitude 7310 với chất liệu là vỏ carbon. Ở chất liệu cao cấp này thì chắc chắn chiếc laptop của các bạn sẽ vừa đẹp, vừa nhẹ, vừa bền. Giá thì cũng đẹp luôn, khoảng tầm hơn 35 triệu cho mẫu laptop này. Đối với chất liệu là carbon thì chất liệu này hay thường được dùng để làm các bộ phận của máy bay này, tàu vũ trụ hay là xe đua. Thế nên mức giá có hơi cao một chút thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Một điểm đặc biệt hấp dẫn ở chất liệu này đó chính là nhẹ như nhựa nhưng lại cứng hơn thép. Thì với cân nặng ở đây là 1,2 kg, độ dày khoảng 1,8 cm thì sẽ phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển đi lại nhiều mà cần làm các công việc liên quan đến laptop như là gặp đối tác này. Vì thế thì đối tượng chính mà Dell Latitude hướng đến thì chính là dân văn phòng, các doanh nghiệp và doanh nhân. Với một chất liệu cao cấp như thế này nên khi cầm vào mặc dù là máy nhẹ, thế nhưng mà các bạn sẽ vẫn cảm thấy là rất chắc chắn và cực kỳ đầm tay. Tổng thể máy thì được hoàn thiện tốt. Chất lượng của Dell về độ bền thì rất ít khi phải bàn rồi. Đây còn là một chất liệu vô cùng cao cấp nữa. Thì về thiết kế, mặt trước Dell đã thay đổi thiết kế so với những thế hệ tiền nhiệm thì không còn là bề mặt với các chấm nhỏ hay là kết cấu đan vào với nhau. Thì 7310 này Dell đã làm mặt trước phẳng với màu xám bạc và logo Dell thì vẫn được ở chính giữa. Với chất liệu này thì các bạn sẽ không lo là bị bám vân tay này cũng như là lau chùi máy khá là dễ dàng và rất là ít khi bị bám bẩn. Mở máy ra thì có thể thấy tông màu chủ đạo của 7310 là xám và đen. Thì viền màn hình này, bàn phím này sẽ là cùng màu với nhau là màu đen. Màu của máy và touchpad sẽ cùng màu với nhau, tạo nên một tổng thể rất là hài hòa, vừa đẹp vừa sang trọng. Mà nhất là doanh nhân thì hay thường mặc vest, thế nên là màu của máy thì cũng cực kỳ hợp với cả trang phục. Sự linh hoạt thì cũng được đề cao khi mà phần bản lề này các bạn có thể mở ra được một góc là 180 độ. Vì máy rất là chắc chắn thế nên các bạn sẽ mở bản lề bằng hai tay để phục vụ nhu cầu làm việc này cũng như là khi đi gặp đối tác để cho người đối diện có thể xem được thông tin dễ dàng hơn. Phần kích thước nhỏ gọn thì còn được thể hiện ở màn hình khi mà máy chỉ có là 13,3 inch. Viền màn hình hai bên thì mỏng này, cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam, có tích hợp là camera IR và Windows Hello sẽ giúp mở khóa bằng gương mặt, có tấm gạc che lại khi mà các bạn không sử dụng đến, thêm một tính năng nữa để tăng tính bảo mật cho máy. Về độ phân giải thì sẽ là Full HD cho hình ảnh màu sắc ổn, vừa đủ để các bạn có thể làm các tác vụ văn phòng cơ bản. Về phần cấu hình thì sẽ được trang bị là Intel Core i7-10610U, 4x8 luồng, RAM 8GB DDR4, 256GB SSD và đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics thì cho phép người dùng làm tốt các công việc văn phòng, ứng dụng quản lý, phần mềm bán hàng, kiểm kê một cách rất là thoải mái và tính ổn định cao. Về phần bàn phím thì bàn phím trên laptop văn phòng luôn gõ thích. Hành trình phím sâu, độ đẩy tốt này, gõ văn bản cả ngày thì cũng vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Touchpad thì kích thước vừa phải, cảm giác G thì rất là mượt, cảm ứng đa điểm cực kỳ nhạy luôn. Mọi người vuốt chạm 2 hay 3 ngón tay cũng rất là mượt mà. Về phần cổng kết nối thì cũng đầy đủ khi mà sẽ có một cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng nguồn. Và các cổng kết nối không dây khác như là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 thì vẫn được trang bị ở trên Dell. Với hai loa và hệ thống âm thanh thông minh của Dell Optimizer thì sẽ tự động điều chỉnh các tiếng ồn xung quanh, quản lý âm lượng này, giọng nói giúp các bạn dễ dàng đàm thoại, họp online với các đối tác hơn cho dù là các bạn đang ở bất kỳ hoàn cảnh và môi trường nào. Với viên pin là 4 cell 52Wh sẽ cho phép các bạn duy trì đủ cho một ngày làm việc. Ngoài ra thì còn có thể sạc nhanh pin lên đến là 35% trong vòng 20 phút và lên đến 80% trong vòng 1 tiếng thì để các bạn có thể duy trì công việc của mình cả ngày mà không bị gián đoạn. Với mức giá hiện tại thì đang là hơn 35 triệu đồng, thiết kế sang trọng, cấu hình vừa đủ và quan trọng là siêu siêu bền với chất liệu là vỏ carbon. Và tất cả các sản phẩm của Latitude thì đều đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ, thế nên là hoàn toàn phù hợp với công việc hay phải di chuyển của doanh nhân và làm việc được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp suất cao. Và so với những sản phẩm khác được bảo hành chỉ có 1 năm thôi, thì Dell Latitude sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm với rất là nhiều các chương trình ưu đãi và khuyến mại. Thì đường link của sản phẩm cũng như là các ưu đãi đó mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.